Thưa quý vị, Boba Broady là nền tảng hoàn toàn phi tập trung đầu tiên kết nối các dự án gây quỹ xuất sắc từ Boba Network và các nhà đầu tư đang tìm kiếm IDO. Được hỗ trợ bởi thuật toán phân phối mã thông báo hiện đại, Boba Broady đảm bảo mọi người mua IDO có được sự phân bổ công bằng nhất. Cơ chế phân bổ đảm bảo cho tất cả những người tham gia được phân bổ một lượng mã thông báo xác định trong tất cả các cấp đặt cược. Boba BroID cung cấp sự tối ưu hóa chất lượng cao trong việc gây quỹ dự án. Thay vì chỉ kết nối người dùng với các dự án giai đoạn đầu khác nhau, Boba BroID tập trung nhiều hơn vào việc lựa chọn các dự án có tiềm năng giá trị lâu dài. Công bằng là sứ mệnh quan trọng nhất trong bệ phóng của nhà máy bia Boba. Thông tin mã thông báo BRE là mã thông báo gốc của khung Boba BroID và đóng vai trò trung tâm trong nền tảng. Nó cho phép chủ sở hữu sử dụng bệ phóng, đặt cổ phần tài sản của họ và bỏ phiếu cho bất kỳ đề xuất quản trị sắp tới nào. Mã thông báo cũng được thiết kế để trở thành một đồng tiền tiện ích và sẽ được sử dụng để khuyến khích người nắm giữ chấp nhận giao thức. Tên mã thông báo BRE, tổng cung 1 tỷ. Phân bổ mã thông báo. Cả hai vòng bán chiến lược và bán riêng tư đều được phân bổ cho nhiều người tham gia khác nhau. Bằng cách phân phối doanh số bán hàng chiến lược, riêng tư và công khai, Boba BroID đang cố gắng tạo ra việc phân phối mã thông báo công bằng nhất khi ra mắt mà không có thực thể nào nắm giữ một lượng lớn nguồn cung. Đối với việc đăng ký mã thông báo, Boba BroID sẽ khóa mã thông báo trước khi mở bán công khai. Vì mục đích minh bạch, tất cả địa chỉ và hạt giống sẽ được công bố trên Boba BroID để mọi người có cái nhìn tổng quan. Tất cả chủ sở hữu mã thông báo sẽ nhận được phân bổ theo các nguyên tắc. Người tham gia lâu dài được thưởng, phân bổ tối đa cho mỗi người dùng để thúc đẩy phân phối rộng hơn. Vòng chiến lược 10,3% chốt 3 tháng, sau đó 8,33% phát hành 2 tháng một lần trong 24 tháng tiếp theo. Vòng riêng tư 8% 3 tháng, sau đó 11,11% được phát hành 2 tháng trong 18 tháng tiếp theo. Giảm giá công khai 2% được mở khóa tại TGE. Airdrop 1% được mở khóa tại TGE. Foundation 20% 25% mở khóa tại TGE. Sau đó 3,13% được phát hành hàng tháng trong 24 tháng tiếp theo. Cố vấn mức chênh lệch 2% 3 tháng. Sau đó 8,33% được phát hành 2 tháng một lần trong 24 tháng tiếp theo. Cộng đồng bao gồm đặt cược và phần thưởng 37%. 5% trong đó được mở khóa, sau đó 3,96% được phát hành hàng tháng trong 24 tháng tiếp theo. Nhóm 19,7% 3 tháng, sau đó 5,56% phát hành 2 tháng một lần trong 36 tháng tiếp theo. Tiện ích mã thông báo. Mã thông báo BRE được sử dụng làm mã thông báo tiện ích trong nhà máy bia Boba với các chức năng. Đặt cược phân bổ. BRE là mã thông báo duy nhất được sử dụng để đặt cược phân bổ cho tất cả các dự án IDO trên Boba Network. Phần thưởng. Người dùng luôn có thể nhận được phần thưởng bằng cách đặt mã thông báo BRE. Dịch vụ truy cập. Mã thông báo BRE được sử dụng làm mã thông báo tiện ích để truy cập vào tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi nhà máy bia Boba và cộng đồng. Quản trị. Mã thông báo BRE cung cấp quyền biểu quyết trong cộng đồng và DAO. Hệ thống phân cấp nhà máy bia Boba. Boba BroID bệ khởi chạy có một hệ thống 5 cấp độ cố định dựa trên số lượng mã thông báo đặt cọc. Cấp độ thứ nhất từ 0 đến 5.000 BRE
đảm bảo phân bổ một lần IDO. Cấp bậc thứ hai từ 5.001 đến 25.000 BRE, đảm bảo phân bổ gấp đôi IDO. Cấp bậc thứ ba từ 25.001 đến 50.000 BRE, đảm bảo phân bổ 3 lần IDO. Cấp bậc 4 từ 50.001 đến 100.000 BRE, đảm bảo phân bổ 4 lần IDO. Cấp bậc 5 từ 100.000 BRE trở lên, đảm bảo phân bổ 5 lần IDO. Lộ trình: quý 1 năm 2022, bán riêng, khởi chạy Boba Brew ED Lopez, bán công khai và xây dựng cộng đồng. Quý 2 năm 2022, hoàn thành ra mắt nền tảng nhà máy bia Boba, tiếp tục khởi chạy các dự án đã chọn trên mạng Boba Network. Quý 3 năm 2022, xây dựng hệ sinh thái và khởi động vườn ươm nhà máy bia Boba. Trên đây là toàn bộ thông tin về Boba Brew ED, Lonepage và token BRE. Video mang nội dung chia sẻ và không phải là lời khuyên đầu tư. Nếu thấy video hay và bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.